Quý vị đang xem chương trình thời sự nóng nhất mới nhất. Trong chương trình ngày hôm nay, chúng tôi sẽ gửi tới quý vị và các bạn những nội dung thông tin như sau. Theo Cục Quản lý Khẩn cấp Trung ương Trung Quốc cho biết, trong vòng 5 ngày tới, miền Đông và miền Tây của Trung Quốc có thể hứng chịu lượng mưa lớn nhất kể từ đầu mùa mưa lũ đến nay. Cục Quản lý Tình trạng Khẩn cấp đã đưa ra cảnh báo toàn diện về rủi ro thiên tai trong vòng 5 ngày tới vào lúc 13 giờ ngày hôm kia, và dự kiến khu vực phía Bắc của Trung Quốc có thể hứng chịu với cường độ mưa lũ cực mạnh, thời tiết đối lưu mạnh đang có nguy cơ xảy ra lũ lụt, lốc xoáy, thảm họa địa chất và ngập úng đô thị ở nhiều tỉnh thành của Trung Quốc như Sơn Tây, Hà Bắc, Hà Nam, Sơn Đông và các nơi khác. Một số đoạn đê trên sông Dương Tử, sông Hoàng Hà, sông Mekong và dòng chính sông Hoài cùng gần 800 hồ chứa đang ở mức báo động đỏ. Khu vực miền Nam của Trung Quốc như thành phố Tứ Xuyên, Vân Nam, Hồ Bắc, Quảng Tây, Vũ Hán, Nam Kinh và nhiều nơi khác sẽ có mưa rào và mây đối lưu mạnh, sẽ xảy ra vòi rồng, bão tố, mưa đá và nhiều rủi ro khác. Tất cả dự báo và thông tin trên cho thấy, Trung Quốc tiếp tục chịu ảnh hưởng bởi thiên tai và dịch bệnh trong những ngày tiếp theo, và điều này đang làm cho chính quyền ông Tập Cận Bình như ngồi trên đống lửa. Theo Cục Thống kê Thiên tai Dịch bệnh của Trung Quốc cho biết, tính đến hết ngày hôm nay, Trung Quốc đã trải qua 2 tháng mưa lũ, bầu trời của Trung Quốc xuất hiện sấm sét và lốc xoáy, mưa đá, thiệt hại ban đầu là vô cùng nặng nề, bởi mưa lũ đã làm gián đoạn cuộc sống của người dân trên toàn đất nước của Trung Quốc, điện, đường, nhà ga, bến cảng, sân bay bị đóng cửa, đến kỳ thi tốt nghiệp quốc gia của Trung Quốc cũng bị hoãn, lưới điện quốc gia Trung Quốc 2 lần bị vòi rồng và sấm sét đánh sập, làm cho nhiều nơi lâm vào cảnh màn trời chiếu đất, cuộc sống gặp vô vàn khó khăn. Tuy nhiên, những khoản trợ cấp của một số nước trên thế giới ủng hộ người dân vùng lũ lụt đã bị chính quyền ông Tập Cận Bình đem đi tiêu xài hết. Ngoài ra, người đứng đầu Đảng Cộng sản Trung Quốc còn dùng số tiền đó vào mục đích quân sự. Đây là một hành động không thể nào có thể dung tha và chấp nhận được trong bối cảnh mà cả đất nước, cũng như gần 1 tỷ người dân của Trung Quốc đại lục đang bị thiên tai càn quét một cách hết sức dữ dội. Kính thưa quý vị, theo nhiều chuyên gia thủy văn Trung Quốc và quốc tế cho biết, lũ lụt càn quét Trung Quốc trong vòng 2 tháng vừa qua mới chỉ là bước đầu tiên, bởi vì mùa mưa lũ của Trung Quốc vẫn chưa vào thời điểm cao trào. Vào khoảng cuối tháng 7 và sang đầu tháng 8, mưa bão ở Trung Quốc mới bắt đầu ở đỉnh điểm. Tuy nhiên, với những trận mưa to đến rất to trong thời gian dài vừa qua, đã khiến nhiều tuyến đê bao bị vỡ và khiến cho đập Tam Hiệp ở phía Trung Quốc suýt nữa bị vỡ. Các chuyên gia nhận định con đập Tam Hiệp vẫn chưa có dấu hiệu bị vỡ, nhưng họ không dám chắc rằng con đập lớn nhất của thế giới có thể oằn mình chịu đựng thêm một vài cơn bão nữa hay không, đặc biệt là những cơn bão trong tháng 7 này và tháng 8 tới. Do đó, chúng ta cũng cần phải chờ đến hồi kết thì mới biết được chính xác rằng con đập Tam Hiệp của phía Trung Quốc có phải là vĩnh cửu như những lời đồn thổi mà giới chức cao tăng của Trung Quốc nói với truyền thông quốc tế trong thời gian vừa qua hay không. Thưa quý vị, vào rạng sáng ngày hôm nay, một tờ báo nổi tiếng của Trung Quốc có tên là Xinhua Net đã cho biết, bão tấn công Trung Quốc gây lũ lớn và cuốn phăng rất nhiều nhà lầu, xe hơi ra ngoài biển Đông, thậm chí là còn lênh láng ở con sông Dương Tử. Tờ báo của Trung Quốc cho biết chi tiết như sau, cơn bão thứ hai của Trung Quốc trong năm 2022 đã đổ bộ vào miền Đông, miền Nam của đất nước này và nó càn quét qua rất nhiều tỉnh thành của phía Trung Quốc. Mỗi nơi nó đi qua đều để lại sự tàn phá hết sức khốc liệt. Nhiều nhà lầu, xe hơi đã bị cuốn trôi và rất nhiều nhà cửa bị tàn phá một cách hết sức nặng nề. Cơn bão số 2 của Trung Quốc với sức gió lên đến cấp 13, giật trên cấp 15 đã gây ra những cơn mưa lớn tại nhiều nơi trên sông Dương Tử, Vịnh Hàng Châu và tỉnh Chiết Giang, Phúc Kiến. Bão đã đổ bộ vào miền Đông của Trung Quốc và cả miền Nam, khiến cho nước lũ tại nhiều nơi thuộc tỉnh Chiết Giang dâng cao, gây thiệt hại lớn về kinh tế. Chỉ riêng thành phố Ôn Châu đã có đến gần 800.000 người đã bị ảnh hưởng, thiệt hại kinh tế là hơn 3 tỷ nhân dân tệ. Đây cũng là điềm báo cho chính quyền ông Tập Cận Bình rằng, chính quyền ông ta nên đối xử tốt với cả Việt Nam và một số nước trên thế giới, nếu không mẹ thiên nhiên và ông trời sẽ tiếp tục ra tay trừng trị, vùi dập Trung Quốc trong những ngày tiếp theo. Tờ báo Tân Hoa Xã của Trung Quốc cho biết, nước này đã chi thêm hàng trăm triệu đô để cứu trợ người dân bị lũ lụt. Nhiều nước trên thế giới cũng đã ra tay ủng hộ phía Trung Quốc, trong đó có Campuchia. Tờ báo của Trung Quốc cho biết rằng nước này đã thông báo chi thêm 830 triệu nhân dân tệ, tức là khoảng 119 triệu đô la Mỹ từ ngân sách trung ương để cứu trợ khẩn cấp những vùng bị mưa lũ tàn phá. Bộ Tài chính của Trung Quốc cho biết, khoản tiền kể trên được phân bổ cho 12 vùng của các tỉnh, bao gồm Giang Tây, Hồ Bắc để các địa phương này phục hồi sản xuất và vực lại cuộc sống. Đến nay, Trung Quốc đã chi tổng cộng 1,29 tỷ nhân dân tệ từ ngân sách trung ương để khắc phục hậu quả do lũ gây ra. Theo tờ báo địa phương của Trung Quốc cho biết, kể từ đầu tháng 6, mưa xối xả liên tục xuống nhiều khu vực rộng lớn ở miền Nam của Trung Quốc, khiến nước hàng trăm con sông vượt quá mức báo động đỏ, hơn 1.400 người tử vong và mất tích, hàng trăm triệu người bị ảnh hưởng cuộc sống và nền kinh tế thiệt hại nhiều tỷ đô la Mỹ.
hôm nay, các nhà chức trách buộc phải ban bố tình trạng màu vàng, có nghĩa là tình trạng khẩn cấp, bởi vì họ cho rằng tình hình mưa lũ vẫn đang còn tiếp diễn từ nay cho đến hết tháng 7 hoặc thậm chí còn lan sang nửa đầu tháng 8. Vì thế, cảnh báo người dân cũng như là các cơ quan, ban ngành phải hết sức cảnh giác và tìm nơi trú ẩn khẩn cấp. 73 người rơi xuống biển, gió giật cấp 15. Siêu bão số 2 đã quật đổ một giàn khoan siêu to khổng lồ của giới chức Trung Quốc và đang làm tan hoang rất nhiều tỉnh, thành của Trung Quốc như An Huy, Tứ Xuyên, Quảng Đông, Quảng Tây, Thâm Quyến và Thượng Hải. Có thể nói rằng Trung Quốc đang phải trải qua những ngày vô cùng đen tối khi mà chỉ từ đầu tháng 7 cho đến nay, Trung Quốc đã phải hứng chịu liên tiếp hai cơn bão. Cơn bão đầu tháng là cơn bão Cha Ba, quật đổ giàn khoan khiến cho 27 người thiệt mạng. Còn giờ đây thì cơn bão số 2 đã ập đến một lần nữa, khiến cho 73 người thiệt mạng. Cơn bão số 2 đang càn quét đảo Hải Nam của Bắc Kinh. Theo cơ quan khí tượng thủy văn của nhà nước Trung Quốc cho biết, cơn bão số 2 với sức gió giật trên cấp 13, tâm bão giật ở cấp 15, nó đã đi qua đảo Hải Nam, làm tan hoang đảo Hải Nam của phía Trung Quốc. Nhưng trước đó nó đã quần thảo tại các khu vực đảo do Trung Quốc xây dựng trái phép trên Biển Đông. Cơn bão số 2 đã càn quét tất cả các vùng, các khu tự trị ở ngoài khơi Biển Đông, trong đó có con đường lưỡi bò và bảy đạo nhân tạo của phía Trung Quốc. Cơn bão đã đánh sập một giàn khoan mang nhãn hiệu Trung Quốc 333 và khiến 73 người bị rơi xuống biển. Gió giật cấp 15 gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến tất cả các bờ biển của đảo Hải Nam. Được biết, bão cũng đã đánh sập toàn bộ khu tự trị, khu căn cứ quân sự mà Trung Quốc đã đặt tại bảy hòn đảo nhân tạo trái phép ở ngoài khơi Biển Đông. Có thể nói rằng nhân quả báo ứng đang đổ lên đầu phía Trung Quốc. Trung Quốc có tham lam đi cướp Biển Đông thì bây giờ cũng đã có những cơn bão do thiên nhiên lui tới để trừng phạt Bắc Kinh. Kính thưa quý vị, Trung Quốc đang gặp rất nhiều vấn đề về mưa bão. Trong suốt 34 ngày vừa qua, mặt trời vẫn chưa xuất hiện. Tất cả các vùng, các khu tự trị của Trung Quốc chỉ có toàn là một màu đen tối và u ám. Tất cả các con đường bây giờ đã biến thành sông thành biển. Hiện nhà chức trách của Trung Quốc vẫn chưa đưa ra được các thiệt hại do cơn bão số 2 gây ra. Nhưng theo thống kê ban đầu, chiếc giàn khoan mang nhãn hiệu 333 bị cơn bão số 2 quật đổ chìm xuống đáy Biển Đông và gây thiệt hại là vô cùng nặng nề cho nhà nước. Trung Quốc ước tính thiệt hại hơn khoảng 1,5 tỷ đô la. Đây là con số vô cùng đau thương cho Bắc Kinh. Kính thưa quý vị, có một số thông tin vô cùng buồn cho nhà nước Trung Quốc. Đó là cơ quan dự báo khí tượng thủy văn cho hay, cơn bão số 3 tiếp tục đang hình thành ngoài khơi Biển Đông. Trong vòng 3 đến 5 ngày nữa nó sẽ tiếp tục quần thảo ở ngoài Biển Đông và đổ bộ vào thủ đô Bắc Kinh, đi xuyên vào con đập Tam Hiệp gây ra mưa to, lũ lụt trên diện rộng. Các tỉnh thành như Quảng Đông, Quảng Tây, Thâm Quyến, Hồ Bắc, Tứ Xuyên, Hà Nam và Liêu Ninh đã ra thông báo khẩn cấp với bão, tức là cảnh báo mức độ cao nhất, khuyến cáo người dân không nên ra ngoài đường và mọi người cần tìm những nơi an toàn nhất để trú ẩn. Nếu không, cơn bão số 2 sẽ càn quét vô cùng nặng nề. Theo trung tâm dự báo cho hay thì cơn bão số 2 sẽ mang một lượng lớn mưa lớn và dữ dội từ các miền trũng của Trung Quốc, gây ra ngập lụt trên diện rộng, lũ quét sẽ xảy ra và lốc xoáy cũng như là sấm chớp bao trùm lên cả đất nước Trung Quốc. Người dân được khuyến cáo là không nên đi ra ngoài trong lúc bão đổ bộ vào. Tại thủ phủ Bắc Kinh cũng đưa ra một công điện khẩn, đó là người dân nên tìm những nơi an toàn nhất khi bão đổ bộ và sẽ gây mưa to, lũ lụt, đồng thời sấm sét sẽ nổ vang trời. Mọi người không nên tìm những cây cổ thụ để chụp ảnh và không nên đứng gần những nơi mà có khả năng sét sẽ đánh vào, ví dụ như là cột phát sóng hay những nơi cốt thép và có sắt. Mọi người nên ở trong nhà, tắt hết điện thoại, tivi, tủ lạnh và các thiết bị điện cũng như là sóng của Internet, bởi vì sấm sét sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến nhiều tỉnh thành trong một vài ngày tới. Có thể nói rằng mưa bão đang càn quét Trung Quốc, đây không phải là hiện tượng đầu tiên Bắc Kinh gặp phải. Năm 2021, Trung Quốc cũng đã phải trải qua 113 ngày đen tối. Năm nay, mùa mưa đến sớm hơn năm ngoái, từ đầu tháng 6 và những cơn bão như bão số 1 và bão số 2 đã ập đến Trung Quốc trong tháng 7 này. Còn nhớ năm 2021, mãi cho đến tháng 8, tháng 9 Trung Quốc mới đón nhận những cơn bão số 1, số 2 thì bây giờ Trung Quốc đã có cơn bão số 2 rồi, trong khi mới chỉ là trung tuần tháng 7. Người ta vẫn cho rằng Trung Quốc tham thì thâm và Trung Quốc cần phải thay đổi lại cục diện trên toàn cầu bằng việc phải sống tốt với cả Việt Nam và các nước trên thế giới. Trung Quốc cần phải rút toàn bộ tàu thuyền, giàn khoan ra khỏi ngoài khơi Biển Đông. Chỉ có như vậy, Trung Quốc mới được yên ổn. Còn nếu như Trung Quốc có ý đồ cướp Biển Đông, xâm chiếm Biển Đông, tạo ra con đường lưỡi bò phi pháp, xây dựng những hòn đảo nhân tạo hoặc khống chế khu vực biển và thách thức thế giới thì chắc chắn thiên nhiên sẽ tiếp tục ra tay trừng phạt. Đây là một trong những thông tin mới nhất về tình hình mưa bão tại Trung Quốc và chúng tôi sẽ liên tiếp theo dõi và cập nhật và cung cấp cho quý khán, thính giả và các bạn, và cung cấp cho quý khán. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin của chúng tôi ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại!
Nước mắt những cô giáo mất nhà, ôm con nhỏ đi ngủ nhờ sau lũ. Đi sâu vào phía trong các bản bị ảnh hưởng nặng bởi lũ quét ở Nghệ An, không khó để bắt gặp một số nữ giáo viên dẫn theo con nhỏ hôm nay ngủ nhờ nhà này, mai ngủ nhà khác. Nhiều ngành chức năng ở Nghệ An vẫn đang nỗ lực khơi thông đường vào xã Tà Cạ, huyện Kỳ Sơn, hỗ trợ nhu yếu phẩm, thuốc men và khắc phục hậu quả cơn lũ quét kinh hoàng xảy ra vào sáng ngày 2 tháng 10. Thẫn thờ nhìn dòng lũ xiết, cô giáo Vi Thị Thương, chú bản Hòa Sơn, xã Tà Cạ, không cầm được nước mắt cho biết đêm ngày 1 tháng 10 mưa to, con khe hồi giảng phía sau nhà mang bom nước từ thượng nguồn đổ về. Suốt cả đêm cô giáo này và cả bản làng không một ai dám chợp mắt. Tất cả đều lo lắng không biết mưa lũ sẽ ra sao, căn nhà mình đang ở liệu có an toàn hay chưa. Rạng sáng nước từ khe tràn vào nhà rất nhanh, tiếng đất đá ầm ầm kéo đến. Mình chỉ kịp vơ vội chìa khóa mở toang cửa, lên xe máy bỏ chạy lên khu vực cao hơn, chẳng kịp mang theo bất cứ cái gì. Chẳng dám ngoảnh đầu nhìn lại, bất lực nhưng chẳng làm gì được. Cô Thường kể, gần 12 giờ đồng hồ từ lúc lũ quét qua, các cán bộ chiến sĩ từ ngoài thị trấn Mường Xén mới có thể tiếp cận được vị trí của cô giáo cùng dân bản. Chai nước lọc, gói mì tôm được trao đến tay, nhưng cô đã chẳng có tâm trạng nào để ăn uống. Ngày trở về, cô Vi Thị Thương bật khóc, hai chân run rẩy, đứng không vững khi chứng kiến căn nhà cấp 4 giờ đây chỉ còn là đống hoang tàn. Hai phòng ngủ bùn ngập sâu gần 1 mét, căn bếp nhỏ của hai mẹ con cũng chẳng tìm thấy đâu, toàn bộ tài sản đồ đạc bị nước cuốn trôi hết. Chưa bao giờ mình chứng kiến đợt mưa lũ kinh khủng như thế. Chồng qua đời cách đây hơn 10 năm, một mình gắng gượng nuôi con, gom góp mãi mới cất được căn nhà. Giờ con vào đại học, nhà thì mất, đồng lương ít ỏi, không biết có cố gắng được nữa không. Cô buồn bã nói. Cô Thương là giáo viên trường tiểu học Tà Cạ, nhưng năm nay đi tăng cường cho trường tiểu học Bảo Nam 2, cách nhà hơn 50 km. Đầu tháng 9, Bảo Nam mới trải qua trận lũ quét, cô ở trường cả tuần dạy học. Cuối tuần này trường ổn định, cô về thăm nhà nhưng không ngờ gặp ngay trận lũ lịch sử. Chạy lũ chẳng lấy nổi bộ đồ mặc cho con. Hướng về phía thượng nguồn, ngay sát nhà cô Thương là nhà của cô La Thị Vân, hiện là giáo viên trường mầm non Bảo Nam. Cách đây 6 năm, chồng cô qua đời sau cơn đột quỵ, để lại mình cô với hai con nhỏ. Năm nay cô vay mượn ngân hàng gần 400 triệu đồng cất ngôi nhà mới được vài tháng. Nhà cô Thương nằm ngay giữa dòng nước lũ chảy xiết, nay lũ rút để lại căn nhà nứt toác, chất đầy bùn đất, củi rác và bất cứ thứ gì dòng nước đi qua. Hai bức tường trực chờ đổ sập bất cứ lúc nào, nhưng ở trên cao màu sơn còn mới. Khoảng 1 giờ sáng ngày 2 tháng 10, nước từ khe nhỏ đổ về ngày một lớn rồi sau đó dần lắng xuống. Sau cơn lũ hồi đầu tháng 9, mình nghĩ chắc cơn lũ không lớn lắm. Hơn 2 giờ sáng, nước bắt đầu đổ về như thác, ngôi nhà của mình nằm đúng dòng nước đâm thẳng vào nhà. Cô Vân nhớ lại, cô lôi đứa con gái út đang mắt nhắm mắt mở, lội nước xông ra ngoài chạy lên chỗ cao hơn. Cả hai mẹ con đều hết sức bàng hoàng, sợ hãi trước dòng nước cuồn cuộn đổ về. Tất cả tài sản bị lũ cuốn đi đâu hết, chỉ còn mỗi bộ đồ mặc trong người. Cũng may hôm đó mưa nên mình dặn con gái đầu, năm nay học cấp 2, ở lại trường đừng về. Cô buồn rầu kể. Thương cho hoàn cảnh gia đình cô, các giáo viên ngoài thị trấn đã vào thăm hỏi động viên, mang theo một ít đồ áo cũ để cô và con gái mặc tạm. Cô Vân xác định sẽ tích góp tiết kiệm để trả nợ ngân hàng, còn nhà ở thì cô ngập ngừng không nói. Cô chỉ mong nhà nước, các mạnh thường quân giúp đỡ người dân huyện Kỳ Sơn để sớm ổn định cuộc sống. Không chỉ riêng cô Thương, cô Vân, cô Thơm hay cô Lan bị mất nhà mà mất rất nhiều thầy cô khác ở thị trấn Mường Xén và xã Tà Cạ đang lâm vào cảnh màn trời chiếu đất. Cái móng nhà cũng bị trận đại hồng thủy xóa sổ. Và hơn lúc nào hết, các giáo viên cắm bản nơi đây đang rất cần sự chung tay giúp sức của ngành giáo dục và nhiều mạnh thường quân trên cả nước. Nữ giáo viên trôi theo nước lũ, thoát chết nhờ chồng túm tóc kéo lên. Sau trận lũ ống lũ quét, cô Nguyễn Thị Phong Lan, giáo viên trường mầm non thị trấn Mường Xén, huyện Kỳ Sơn, Nghệ An, vẫn chưa hết bàng hoàng khi nhớ lại đêm chạy lũ thoát chết. Gia đình cô Lan hiện đang sống tại tầng 1 của khu tập thể dành cho cán bộ viên chức ngay trung tâm thị trấn Mường Xén, huyện Kỳ Sơn. Khu nhà trọ được xây dựng kiên cố với kết cấu 2 tầng, là nơi sinh hoạt của 29 hộ gia đình. Hôm 3 tháng 10, sau khi được chồng mình cứu sống thoát chết, cô Lan trở lại dãy trọ và chứng kiến cảnh tan hoang chưa từng thấy đối với người dân ở thị trấn Mường Xén. Cả dãy nhà ngập trong bùn lầy, rác thải từ khắp nơi đổ dồn về. Không ai dám tin trong tích tắc, lũ ống lũ quét đã nhấn chìm nhiều tài sản của nhiều cán bộ giáo viên nơi đây. Đêm ngày 1 tháng 10, lũ về kéo bùn đất theo cửa chính tràn vào phòng. Mới đầu nước ít, mình dùng ca tát nước, đồng thời di chuyển hai chiếc xe máy lên nhờ gửi nhà người quen.
nơi có vị trí cao hơn. Cô Lan nhớ lại, mùa mưa năm nào cũng vậy, cô Lan cũng như người dân thị trấn cứ ngỡ đã quen. Thế nhưng năm nay mọi người không ai hình dung được sự tàn phá khủng khiếp của trận lũ quét sắp xảy ra. Không phải là các giáo viên, người dân nơi đây chủ quan mà là trận đại hồng thủy này diễn ra với tốc độ quá khủng khiếp. Gần sáng ngày 2 tháng 10, lũ từ phía nhà bếp, hành lang cuồn cuộn chảy vào phòng, nước từ ba phía đổ vào. Mình không kịp di rời tài sản, đành phải kê đổ lên trên giường ngủ, đưa máy tính cùng một số giấy tờ bằng cấp lên tầng 2. Cô nghẹn ngào. Vừa quay trở lại phòng, bức tường phía sau nhà bếp đổ xuống. Cô Lan cùng một người nữa mắc kẹt trong phòng. Không biết làm sao để thoát thân ra ngoài, cô Lan thả lỏng để nước chảy xiết từ phòng này sang phòng trọ khác. Lũ dữ cuốn phăng cánh cửa phía hành lang, đẩy mình ra và người kia ra ngoài rồi trôi vào căn phòng đối diện. Vừa ngoi lên để thở một chút, mình lại bị nước đẩy ra ngoài hành lang. Dù đã cố bơi vào vị trí lan can để lên tầng 2 nhưng không thể. Lúc này mình đã hoàn toàn đuối sức, chỉ đành mặc lũ cuốn đi. Cô Lan nhớ lại thời khắc lũ cuốn trôi bản thân mình. Lũ dữ cuốn cô Lan trôi hơn 10 mét khi ra sân trước nhà trọ, nhưng rất may được chồng kéo vào thoát chết trong tích tắc. Khi điểm danh trên tầng 2 chỉ thiếu mỗi mình, chồng lo lắng nên bơi xuống, bấu víu vào thanh sắt giữa sân mong tìm thấy vợ. Mình cũng may mắn khi trôi ra ngoài này, chồng thấy tóc mình lơ phơ nên nhảy lại túm tóc, kéo lên tầng 2. Cô Lan nhớ lại lời chồng kể khi cứu vợ mình. Cũng theo cô Lan, cả hai chiếc xe máy trị giá gần 100 triệu đồng vùi sâu dưới bùn đất hiện vẫn chưa tìm thấy. Toàn bộ vật dụng trong phòng gần như hư hỏng hoàn toàn, quần áo, sách vở, két sắt, có một số tài sản vẫn chưa thể lấy ra ngoài. Không những dãy trọ của vợ chồng cô Lan bị vùi trong bùn đất, rất nhiều nhà dân, nhà thầy cô giáo khác đã bị san phẳng giữa dòng nước lũ lịch sử. Trao đổi với phóng viên Vietnamnet, bà Vi Thị Thảo, Phó trưởng phòng giáo dục đào tạo huyện Kỳ Sơn, Nghệ An cho biết, gia đình bà cũng nằm trong vùng bị lũ quét kinh hoàng vào sáng ngày 2 tháng 10. Rất nhiều nhà dân xung quanh bị thiệt hại nặng nề, riêng nhà ở của gia đình tôi may mắn là ở cao hơn những nhà khác. Lúc chạy lũ, tôi bảo mọi người vào nhà để tránh lũ quét và vận chuyển đồ dùng lên nơi an toàn. Chúng tôi thống nhất nhanh, những nhà nào an toàn thì giúp đỡ những nhà bị thiệt hại. Mọi người cùng tổ chức nấu ăn giúp những nhà dân và nhiều nhà giáo viên bị lũ cuốn đổ sập. Bà Thảo chia sẻ, cũng ở khu vực này, bà Thảo cho biết rất nhiều nhà của các thầy cô giáo bị lũ cuốn mất tất cả các tài sản. Nhiều cô hiện nay không còn nhà ở khi lũ quét san bằng tất cả. Rất mong các cấp chính quyền sớm giúp đỡ hỗ trợ các thầy cô sớm ổn định cuộc sống để dạy học, bà Thảo bày tỏ. Nữ giáo viên kể chuyện nửa đêm trèo rào trường học chạy lũ. Sau cơn lũ dữ, tuyến đường đi vào những bản phía trong của xã Chiêu Lưu, huyện Kỳ Sơn, Nghệ An hư hỏng nặng nề. Các giáo viên phải lội bùn, vượt dòng nước lũ chảy xiết đến trường, trắng đêm chạy lũ. Cơn lũ tối ngày 4 tháng 9 đã khiến nhiều tuyến đường huyết mạch và các cầu tràn tại xã Chiêu Lưu bị sạt lở và hư hỏng nặng nề. Đến tận sáng hôm qua 14 tháng 9, một số đoạn đường vẫn chưa thể lưu thông do nước chảy xiết và sạt lở đất. Trường mầm non Chiêu Lưu 2 đóng tại bản Lang Ngàn bị lũ tàn phá tan hoang trong cơn lũ, khiến lễ khai giảng và việc dạy học không thể tổ chức theo đúng kế hoạch. Có 9 năm công tác tại điểm trường, cô giáo Nguyễn Thị Ngọc Hòa cho biết đây là lần đầu tiên chứng kiến cơn lũ đến nhanh và bất ngờ như thế. Đêm lũ lên, tại trường có 4 giáo viên và một cháu nhỏ, cả đêm hôm đó không ai dám chợp mắt. Tới khi nước dâng nhanh khiến cổng chính vào trường ngập sâu, chị em giáo viên chúng tôi phải trèo bờ rào, chạy lên nhà dân tạm trú, cô Hòa nhớ lại. Hiệu trưởng trường mầm non Chiêu Lưu 2, cô Phan Thị Hiếu chia sẻ, khoảng 12 giờ đêm ngày 4 tháng 9, giáo viên gọi điện báo nước đã dâng lên đến bắp chân. Hôm sau là khai giảng. Từ sáng sớm, cô Hiếu và một số giáo viên khác vội từ nhà ở thị trấn Mường Xén vào Chiêu Lưu. Các đoạn sạt lở ở đường quốc lộ 7 đã thông, nhưng nước suối qua cầu tràn vẫn cuồn cuộn. Mưa lũ đã làm sập 50m bờ rào tường xây, 90m bờ rào thép B40 cuốn trôi và làm hư hỏng hệ thống đồ dùng dạy học, đồ chơi của các cháu. Lũ rút để lại khối lượng lớn bùn đất trong toàn bộ khuôn viên nhà trường. Ngôi trường chuẩn quốc gia giờ đây tan hoang sau trận lũ lịch sử, lội bùn, vượt dòng nước xiết đến trường. Ngay khi mưa ngớt, chính quyền xã Chiêu Lưu đã huy động toàn bộ cán bộ, công chức, dân quân và hàng trăm phụ huynh, người dân cùng toàn thể giáo viên chung tay khắc phục để đón các cháu tới trường. Từ trung tâm xã đi vào điểm trường chỉ khoảng 7 km, nhưng phải vượt qua 3 cầu tràn đã bị đứt gãy, nước chảy xiết rất nguy hiểm nếu không phải đi vòng xuống cửa rào. Huyện Tương Dương với quãng đường hơn 70 km để vào trường, cô Hiếu tâm sự, để đảm bảo an toàn, các giáo viên phải đi theo từng tốp hỗ trợ nhau. Tại những điểm sạt lở, họ phải men theo con đường nhỏ, treo leo, nằm sát sườn núi, bên dưới là vực sâu hun hút.
Hiệu trưởng trường mầm non Chiêu Lưu 2 bày tỏ năm học này do ảnh hưởng của mưa lũ nên nhà trường không tiến hành khai giảng. Tuy nhiên, không thể để học sinh không được đến trường. Nhà trường và chính quyền xã Chiêu Lưu với sự chung tay của cán bộ, công chức, dân quân và hàng trăm phụ huynh, người dân đã mau chóng bắt tay và dọn dẹp trường lớp. Tới nay, nhà trường đã hoạt động trở lại, các em học sinh đã được đến lớp với cô, với bạn. Trung Quốc vỡ đập nước nhấn chìm 19 thôn. Vụ vỡ đập Khúc Đình, huyện Hồng Động, Sơn Tây, Trung Quốc đã làm ít nhất 2 người ở thôn Nam Dương Hải thiệt mạng khi hơn 100 mét đoạn bờ đập chứa nước bị vỡ, đất đá và cây cối ngổn ngang sau khi 18 triệu mét khối nước quét qua thôn Nam Dương Hải. Dòng nước lũ đỏ ngầu vẫn cuồn cuộn chảy vào vùng hạ lưu đập Khúc Đình. Vụ vỡ đập xảy ra nhưng mãi 3 ngày sau mới được báo chí Trung Quốc đồng loạt loan tin. Tân Hòa xã cho biết lúc 7 giờ sáng, đoạn đập này đã bất ngờ bị vỡ toang, kéo theo khoảng 18 triệu mét khối nước ụp xuống nhấn chìm khoảng 19 thôn trong 3 thị trấn ở vùng hạ lưu. Khoảng 10.000 người phải sơ tán khẩn cấp khỏi nơi cư trú do nước tràn về rất nhanh. Giao thông trên đường cao tốc và đường sắt gần nơi đập nước này đã bị ách tắc hơn 27 giờ. Hình ảnh cho thấy những ngôi nhà không người ở, cây cối đất đá ngổn ngang do dòng nước lũ bất ngờ cuốn đến và giật sập. Mực nước lũ còn in đậm đến nửa căn nhà trong các thôn bị nhấn chìm. Theo điều tra ban đầu, nguyên nhân vỡ đập do một cống thoát nước trên đỉnh đập Khúc Đình bị thủng. Áp lực nước quá lớn đã xé toạc một đoạn hơn 100 mét trong tổng chiều dài hơn 400 mét bờ đập. Tuy nhiên, theo Tân Hoa xã, nguyên nhân vỡ đập vẫn đang được điều tra thêm, bởi con đập này được xây dựng từ năm 1959 và gia cố năm 2004. Theo thiết kế ban đầu, hồ chứa nước của đập Khúc Đình có thể chứa đến 19 triệu mét khối nước, nhưng khi đập bị vỡ, số nước trong hồ đã trút xuống hạ lưu gần hết. Đập thủy điện lớn nhất Trung Quốc mở toàn bộ cửa xả khiến cá bay đầy trời. Quý vị thân mến, đây là lần đầu tiên trong lịch sử 63 năm kể từ khi xây dựng đập thủy điện Tân An Giang mở toàn bộ 9 cửa xả. Và lúc 6 giờ ngày hôm qua, mực nước của hồ chứa đập thủy điện Tân An Giang, Chiết Giang đạt 108,37m và tiếp tục dâng cao. Do đó, Sở Tài nguyên nước tỉnh ra quyết định bắt đầu từ 9 giờ cùng ngày hồ chứa sẽ mở toàn bộ 9 cửa để xả lũ. Như vậy, tổng lưu lượng là 7.800m³ trên giây. Đây là lần đầu tiên trong lịch sử 63 năm kể từ khi xây dựng đập thủy điện Tân An Giang mở toàn bộ 9 cửa xả. Lần duy nhất trong quá khứ đập này mở 9 cổng xả là trong quá trình xả thử nghiệm vào năm 1966. Nhưng tại thời điểm đó, mực nước cao nhất hồ chứa chỉ là 103,08m. Đáng chú ý khi các cửa xả lũ được mở, từng đàn cá mè hoa cũng theo dòng nước thoát khỏi hồ chứa. Mà theo mô tả của truyền thông Trung Quốc thì đây là cảnh tượng cá bay đầy trời. Toàn là cá đấy, một người dân thốt lên khi chứng kiến thủy điện xả lũ. Theo phóng viên báo Tân Kim Trung Quốc Thường Trác Cẩn, những đàn cá này hoặc vốn đã sống ở hồ Thiên Đạo nơi xây dựng đập thủy điện An Tân Giang, hoặc từ các bè nuôi cá của người dân quanh hồ Thiên Đạo do mưa lớn mà thoát ra ngoài. Những hình ảnh đáng sợ về cơn đại hồng thủy ở miền Nam Trung Quốc. Thưa quý vị, 31 ngày mưa to liên tục đã đẩy Trung Quốc rơi vào thảm họa khi cuộc sống của 14 triệu người dân bị ảnh hưởng. Nhiều ngày qua, 14 triệu người dân ở hơn 20 tỉnh thành miền Nam Trung Quốc đã phải chịu những đợt mưa lớn kéo dài dẫn đến lũ lụt nghiêm trọng, gây ảnh hưởng nặng nề. Những cơn mưa lớn ở miền Nam Trung Quốc đã bắt đầu từ tháng 7 và kéo dài hơn một tháng, đã khiến ít nhất 100 người chết và mất tích. Lũ lụt do những cơn mưa xối xả đã lan đến 28 tỉnh thành và khu tự trị, phá hủy các ngôi làng và đồng ruộng. Chính quyền Trung Quốc cũng xác nhận đập Tam Hiệp bắt đầu xả lũ. Một khu dân cư chìm trong lũ ở quận Kỳ Giang thuộc thành phố Trùng Khánh, Tây Nam Trung Quốc, người dân phải di chuyển giữa biển nước cao ngang hông. Thậm chí người dân ở nhiều nơi còn di chuyển bằng xuồng. Phượng Hoàng Cổ Trấn, tỉnh Hồ Nam đang phải oằn mình chống lại cơn lũ lớn. Một khu dân cư khác trong cơn lũ lụt, sinh hoạt của con người bị thay đổi, công tác cứu hộ ở những khu vực bị ngập nặng gặp nhiều khó khăn, người già và trẻ nhỏ được các đơn vị cứu hộ đưa đến nơi an toàn. 26 tỉnh thành và khu tự trị ở miền Nam Trung Quốc đối mặt với lũ lụt do mưa lớn kéo dài hơn 30 ngày. Đường xá, nhà cửa ở khu vực miền núi bị hư hỏng nặng sau những đợt lũ quét. Sau hơn 30 ngày mưa to, nhiều tỉnh thành Trung Quốc bị ảnh hưởng nặng nề. Đến sáng nay, mưa lũ từ đầu năm đến hiện tại đã ảnh hưởng đến gần 20 triệu người dân tộc thuộc 28 tỉnh thành và khu tự trị. Hơn 800.000 người phải di rời khẩn cấp, gần 240.000 ngôi nhà bị sập hoặc hư hỏng. 1.560.000 hecta hoa màu bị tàn phá, thiệt hại kinh tế trực tiếp lên tới gần 42 tỷ nhân dân tệ, gần 138.000 tỷ Việt Nam đồng.
thảm họa nhân tạo thảm khốc nhất xảy ra ở Trung Quốc. Kính thưa quý vị, vừa qua cơn bão số 3 đã hình thành trên Thái Bình Dương và cơn bão đã đi vào khu vực Jumadian. Trước khi cơn bão đến, đã có mưa lớn ở khu vực Jumadian. Trong 4 ngày vừa qua, lượng mưa lớn nhất tại tâm bão đạt 1.631mm và lượng mưa lớn nhất trong 3 ngày là 1.605mm, tương đương 1,8 lần lượng mưa trung bình hàng năm ở Jumadian. Trong mấy ngày vừa qua, có khu vực mưa hơn 400mm đạt 19.410km2 và các khu vực mưa lớn hơn 1.000mm tập trung ở khu vực từ hồ chứa Ban Kiao, hồ chứa Simatan đến Phan Cheng, phía tây bắc kinh Quảng Châu. Sáng qua, mực nước hồ Ban Kiao bắt đầu dâng cao vào lúc 8 giờ sáng. Đơn vị 34450 đóng tại hồ chứa Ban Kiao đã có công điện khẩn gửi cấp trên. Mực nước tại hồ chứa Ban Kiao đã lên rất mạnh, tình hình rất nguy cấp, mực nước chỉ còn 1,3 mét là cao đến đỉnh đập. Các hồ chứa lượng mưa lớn có nguy cơ bị sập đập. Trước tình hình cuộc gọi khẩn cấp không được phản hồi, 7 giờ sau, lúc 7 giờ 10 phút, Cục Quản lý Hồ chứa đã ra lệnh lần thứ 2 gọi điện khẩn cấp lên cấp trên, yêu cầu dùng máy bay cho nổ đập tràn phụ để đảm bảo an toàn cho đập. Hai cuộc gọi khẩn cấp này chẳng khác gì bùn bò xuống biển, không có hồi âm. Sau 40 phút, nước dâng cao tràn qua đập. Cơ quan quản lý hồ chứa lần thứ 3 đã ban hành cuộc gọi khẩn cấp đặc biệt lên cấp trên, đồng thời khẩn cấp mở cửa xả vẫn có thể di chuyển được, nhưng hồ chứa đã bắt đầu vỡ. Rạng sáng ngày hôm qua, lũ như con ngựa hoang lao ra khỏi vết nứt của hồ chứa Ban Kiao và lao xuống hạ lưu với tốc độ 6.000 mét khối mỗi giây. Theo hồ sơ, lưu lượng tức thời tối đa ra khỏi hồ chứa trong vụ sập là 781.000 mét khối mỗi giây và 6 triệu mét khối nước lũ được đổ xuống hạ lưu trong vòng 7 giờ. Khi đến địa phận của huyện Shuping, mặt nước rộng 10 km và nước dâng cao 3-7 mét. Trong quá khứ, thị trấn Shuping, nơi mọi người gieo hò và gọi ngựa, ngay lập tức bị ngập trong biển nước. Những người đang ngủ trong cõi mộng của họ vô thức đã trở thành oan hồn chết chìm trong dòng nước lũ. Lũ cuồn cuộn ầm ầm ở hạ lưu, đi đến đâu hồ chứa cũng bị sập, hồ vỡ tan tành, trận lũ bùng phát và nước ở thượng nguồn hòa là một, rồi hòa thành một trận lũ lớn hơn và dữ dội hơn, chạy khắp mọi nẻo đường, áp đảo các thị trấn và làng mạc ở hạ lưu. Theo thống kê sau đó, 96% toàn bộ khu vực Jumadian bị ảnh hưởng bởi thảm họa và nhiều nơi bị bao phủ bởi đại dương với độ sâu trung bình từ 3-7 mét và hơn 300 triệu người bị mắc kẹt trong trận lũ. Sau khi trận vỡ đập tràn và sông, một dòng nước với nước dâng cao từ 5-9 mét và chiều rộng hiện tại là 12-15 km đã hình thành giữa con đập và tuyến đường sắt Bắc Kinh-Quảng Châu dài 45 km theo đường thẳng. Mực nước của hồ chứa Simatan bắt đầu tăng lúc 20 giờ vào 3 ngày trước và lên đến mực nước cao nhất 111,4 mét vào lúc 0 giờ 30 phút ngày hôm nay. Khi đỉnh của rào chắn sóng vượt qua độ sâu 0,4 mét, con đập bị vỡ, tổng lượng nước lũ tràn vào hồ chứa là 224 triệu mét khối và được xả hết trong vòng 5,5 giờ. Lưu lượng đập bị sập tối đa là 30.000 mét khối mỗi giây và hồ chứa Thi Gang ở hạ lưu bị ngập. Hai khu vực giam giữ lũ Sehe, Nihawa và Lao Wangpo ở hạ lưu Hongge có dung tích trữ lũ tối đa là 8,86 triệu mét khối. Tại thời điểm này, lượng dự trữ vượt mức là 4,5 triệu mét khối. Tất cả các con sông lớn trong khu vực Jumadian bị vỡ bờ và tràn qua. Toàn bộ khu vực này dài 300 km từ đông sang tây và 150 km từ bắc xuống nam, 60 tỷ mét khối lũ đang cuồn cuộn chảy và đại dương đầy nước. Do bờ sông khô cạn ở khu vực ngăn lũ Lao Wangpo bị vỡ hôm vừa qua, khiến khoảng 10 tỷ mét khối nước lũ đã tràn vào lưu vực sông Phèn Khoan. Vào tối ngày hôm qua, lũ tràn vào khu vực Phụ Dương của tỉnh An Huy và nhiều bờ kè của sông Quan Hệ bị vỡ và huyện Linh Quan bị ngập lụt. Được biết, một trận mưa lớn đã đổ xuống vùng thượng lưu của hồ chứa. Nước tích tụ trong sân của cơ quan quản lý hồ chứa Ban Kiao đã vượt quá 1 mét và điện thoại trong hồ bị gián đoạn. Chính quyền đã mất tất cả liên lạc với đền Long Quang, Tao Guadian và các trạm mưa khác ở thượng lưu của hồ chứa. Vừa qua, Cục Quản lý Hồ chứa đã sử dụng thiết bị liên lạc quân sự của các đồn địa phương để gửi hai cuộc gọi khẩn cấp đặc biệt lên cấp trên, yêu cầu đập tràn phụ cho máy bay ném bom để đảm bảo an toàn của đập, nhưng không được chuyển cho lãnh đạo các sở, ban, ngành cấp trên.
Đến 8 giờ, Cục Quản lý Hồ Chứa lần thứ 3 có công điện khẩn gửi cấp trên báo tin hồ bị vỡ. Lúc 10 giờ, lực lượng đồn trú địa phương trong hồ có nguy cơ bị sét đánh vì di chuyển anten bộ đàm lên mái nhà, đồng thời thông báo cho Sư đoàn Quân sự Zumadian về sự cố vỡ đập và chuyển nó đến Ủy ban tỉnh. Đồng thời, các đơn vị đóng quân trong lòng hồ dùng pháo hiệu báo nguy hiểm cho người dân vùng hạ du di chuyển khẩn cấp nhưng không thực hiện được do không có sự thống nhất từ trước. Trên 1 km vuông đất, gần 60 tỷ mét khối nước lũ cuồn cuộn đổ về. Những người sống sót sau thảm họa kể lại rằng khi con đập cao 24,5 mét ở hồ chứa Ban Kiao bị sập, âm thanh đỉnh lũ từ hồ chứa như lở đất và nứt vỡ và hình dạng giống như một dòng sông bị biển lật. Bất cứ nơi nào dòng nước tràn tới, các tòa nhà và cây cột biến mất trong tích tắc. Trên mặt nước, dòng người chen chúc vùng vẫy trong tuyệt vọng và kêu cứu, xác nạn nhân và xác lợn, cừu, trâu, bò, ngựa, gà, vịt và các động vật khác trôi sông. Chống đá bị trôi xuống sông Gu và máy kéo xích, máy tiện, máy móc hạng nặng rơi theo dòng nước. Toa tàu 50 tấn ở ga Suping bị cuốn trôi 5 km, đường dây bị xoắn thành hình xoắn. Cho đến thời điểm này, cấp trên quyết định cho nổ kè trái sông Siêu Hồng ở Li Khu, Hồng Khu, cửa giữa sông Đa Hồng và kênh lũ và đập ngăn nước trên sông, đồng thời chỉ thị đảm bảo rằng khu vực này là lớn nhất ở châu Á, an toàn tại hồ vịt trên hồ đồng bằng nhân tạo, nhưng đã quá muộn. Trong vòng vài ngày, hơn những hồ chứa ở Zhoumadian và các khu vực khác ở tỉnh Hà Nam và hơn 60 km vuông đất liền lần lượt bị sập. Có một đại dương rộng lớn trong vòng 60 km, 9 triệu người bị ảnh hưởng, 1 triệu ngôi nhà bị sập và 150 vật nuôi bị cuốn trôi. Trận lụt đã trực tiếp giết chết hơn 75 người và hơn 1.015 người mất mạng do các thảm họa thứ cấp. Tuyến Bắc Kinh-Quảng Châu chạy qua phía Bắc và phía Nam của Trung Quốc bị cuốn trôi 524 km, gián đoạn giao thông trong 30 ngày, ảnh hưởng đến giao thông trong 10 ngày và gây thiệt hại kinh tế trực tiếp gần 14 tỷ nhân dân tệ, trở thành tuyến lớn nhất thế giới và thảm kịch sập hồ chứa nhất. Sau trận lụt chỉ còn lại một vùng đất xám xịt dưới dòng sông Phù Sa, xác người và động vật ngổn ngang khắp nơi, nhìn thật là kinh khủng. Một người dân ở làng Chedalu cách hồ chứa nước Ban Kiao 4 km về phía đông mô tả, nhìn từ xa nó có màu trắng nhưng đến gần thì nước mênh mông, không có đường vào làng, chỉ còn lại một cái cây. Theo nguồn tin mà chúng tôi mới nhận được, một thảm họa tồi tệ nhất trong lịch sử cũng đã xảy ra trong thời kỳ thống trị của lãnh đạo Đảng Cộng sản Trung Quốc Tập Cận Bình. Và theo một số báo cáo, đập Jiahetan vỡ nguyên thành một phần là do kế hoạch xây dựng sơ sài và tham nhũng. Hiện nguồn tin đang làm chấn động dư luận thế giới. Được biết, đập Tam Hiệp nằm giữa thành phố Nghi Sơn, tỉnh Hà Bắc và Bó Lăng, thành phố Trùng Khánh, Trung Quốc cũng được xây dựng trên sông Trường Giang vào đầu những năm 2014. Nhưng phần của công trình trong lũ lụt và sản xuất điện khi vào ngày hôm qua, cơn bão đã tàn phá khu vực này với những trận mưa lớn nhất trong lịch sử. Lượng mưa trong cả năm đã đổ xuống chỉ trong vòng 24 giờ. Cụ thể, vào chiều ngày hôm qua, nước ở vùng thượng lưu của các con sông trong vùng đã nhanh chóng dâng cao, gây sức ép lên các hồ chứa nước và dần biến thành lũ lớn. Khi cơn lũ qua, các đập nước lần lượt bị vỡ và nơi có đập Tam Hiệp trở thành rào cản cuối cùng. Hồ chứa nước tràn ở cửa số 3 và số 7 khiến cho toàn bộ thị trấn bị phá hủy và một cơn đại hồng thủy đã được sinh ra. Có người dân đã gào lên rằng trời sập đất nước rồi. Một thảm họa đó đã gây ra cơn sóng thần khổng lồ, trải rộng gần 10 km, cao từ 3 đến 7,5 mét, lao đi với vận tốc khoảng 64 km/h, gây ra một thiệt hại từ 120 đến gần 300 người đã thiệt mạng trong vụ vỡ cổng hồ chứa này. Tuy nhiên, con số chính thức mà chính quyền công bố chỉ là 850 người chết. Mức độ thiệt hại của thảm họa này chỉ được tiết lộ chi tiết nhỏ. Hiện vẫn còn rất nhiều điều mà những người trong và ngoài nước Trung Quốc chưa biết đến thảm họa này. Trên tin, một nhà thủy văn tham gia xây dựng đập Tam Hiệp cũng đã từng bày tỏ lo lắng về chính sách xây dựng đập của chính phủ. Ông đã đề nghị xây 30 cửa chống và thoát nước cho đập Jiahetan, nhưng Đảng Cộng sản Trung Quốc đã chỉ trích vì quá thận trọng và dự án đã được thu nhỏ lại thành 22 cửa cống. Và sự thất bại của con đập có thể là do sự tham nhũng tràn lan của Đảng Cộng sản Trung Quốc và các tiêu chuẩn yếu kém kết hợp với lượng mưa lũ hồng thủy bất thường. Tuy nhiên, con đập được tạo ra để chống lại lũ lụt trong 100 năm, nhưng nó đã sụp đổ chỉ sau gần 20 năm kể từ khi được xây dựng.
trong các dự án xây dựng Tập Cận Bình luôn muốn có kết quả tức thời. Câu chuyện không được biết đến, một trong những khẩu hiệu của ông là khảo sát, thiết kế và thi công cùng lúc. Một công đoạn thứ tư và sau đó được thêm vào là xét duyệt. Nhiều dự án xây dựng của ông thật ra là vô cùng lãng phí và nhiều dự án phải bỏ dở nửa chừng. Có đến 200 trong số 500 hồ chứa lớn đang được xây dựng trong những năm ông Giang Trạch Dân lên nắm quyền và đều đã bị hủy bỏ sau đó vài năm. Nhiều công trình khác bị đổ vỡ trong cuộc đời ông Tập và các nhà khảo sát Trung Quốc tiếp tục cho biết trong nhiều năm hồ chứa được xây dựng trong thời kỳ đại nhảy vọt và đã sụp đổ tan tành trong một cơn bão dẫn đến vụ vỡ đập liên hoàn. Gần như là Đảng Cộng sản Trung Quốc đã cố gắng che giấu số người chết trong thảm họa vỡ đập liên hoàn, mà thậm chí cả vụ vỡ đập Bàn Kiều giống như họ vẫn thường làm cho các kịch bản khác xảy ra. Theo David Global thuộc Đại học Hồng Kông, nếu nhìn vào báo chí của nhà nước Trung Quốc vào thời điểm này, có vẻ như chuyện này chưa bao giờ được xảy ra. Hơn nữa, theo báo cáo của Tổ chức Theo dõi Nhân quyền năm 1995, vụ vỡ đập Bản Kiều hay là đập Tam Hiệp sụp đổ là một thảm họa quy mô lớn do con người gây ra. Kết quả là sự thiếu sót trong các chính sách kiểm soát dòng nước. Nhìn chung, sự thiếu bạch của chính phủ trong quá trình xây dựng đã góp phần gây ra những tình huống nhiều đập của Trung Quốc bị coi là không an toàn. Vụ vỡ đập liên hoàn mà gần như hoàn toàn không được báo cáo ngoài phạm vi lãnh đạo cấp cao của Trung Quốc, khi đập Tam Hiệp và các con đập khác được xây dựng, các vết nứt đã xuất hiện và chúng liên tục cần các kỹ sư của Liên Xô sửa chữa. Sau khi sửa chữa xong, chúng được gọi là đặc sắc và là những con đập không thể bị phá vỡ. Trung Quốc có hơn 4.000 hồ chứa nguy hiểm và gồm nhiều hệ thống phòng chống lũ quanh các con sông lớn, hầu hết được xây dựng từ những năm 1950 đến năm 1980. Theo báo cáo của Ji-ba, nhiều hệ thống từ thời bao được làm từ đá và đất sét chỉ có tuổi thọ 50 năm. Và đây cũng chính là vấn đề đang khiến giới lãnh đạo của Trung Quốc hiện nay đang đau đầu khi dịch bệnh lại đang tái phát. Chính phủ Trung Quốc lại gồng mình hứng chịu hậu quả nặng nề do thiên tai, lũ lụt gây ra, nguy cơ vỡ đập liên hoàn. Chuyên gia cảnh báo người dân chuẩn bị sơ tán. Chuyên gia thủy văn Trung Quốc Wang Weilu cảnh báo cư dân ở vùng hạ lưu sông Dương Tử nên chuẩn bị sơ tán trước khi nguy cơ đập Tam Hiệp bị vỡ. Trả lời phỏng vấn Radio International, nhà thủy văn học của Trung Quốc Weilu đã đặt câu hỏi về sự an toàn của đập Tam Hiệp khổng lồ, cảnh báo rằng có thể sụp đổ bất cứ lúc nào. Ông Wang có quan điểm trái ngược với tuyên bố trấn an của truyền thông nhà nước. Ông Wang cho rằng đập Tam Hiệp không ổn định như nhiều người vẫn tin tưởng và chỉ ra việc bất cập về tình hình của đập Tam Hiệp hiện nay. Ông Wang cho rằng vấn đề nghiêm trọng hiện nay là các vết nứt và là chất lượng bê tông không đạt tiêu chuẩn được phát hiện trong quá trình xây dựng. Ông cảnh báo sự cố đập sẽ gây hậu quả thảm khốc cho các cá nhân cư trú ở hạ lưu sông Dương Tử và họ nên chuẩn bị sơ tán càng sớm càng tốt. Theo chuyên gia thủy văn Trung Quốc, việc thiết kế, xây dựng, kiểm tra chất lượng của con đập chưa được thực hiện một cách độc lập cũng như có đánh giá khách quan. Ngoài ra, công trình này đã được hoàn thành với tốc độ quá nhanh. Các trận mưa lũ đang càn quét dữ dội miền Nam Trung Quốc, gây ngập lụt cục bộ tại 24 tỉnh thành của nước này. Mưa lũ và sạt lở khu vực bắt đầu vào ngày hôm kia đã nhấn chìm hơn 7.300 ngôi nhà, ảnh hưởng trực tiếp đến cuộc sống của gần 8 triệu người. Theo giới chức địa phương, thiệt hại kinh tế trước mắt là 2,9 tỷ đô la Mỹ. Trận lũ đang diễn ra ở miền Nam Trung Quốc được đánh giá là dữ dội nhất trong 80 năm qua, buộc nhiều tỉnh thành phải kích hoạt báo động đỏ. Đập Tam Hiệp trên sông Trường Giang đang chịu sức ép rất lớn. Các trận mưa không ngừng cũng làm dấy lên lo ngại của công chúng Trung Quốc về nguy cơ bị vỡ của dự án thủy điện lớn nhất thế giới, đập Tam Hiệp. Chuyên gia thủy văn Trung Quốc cho hay trong cuộc họp báo vào ngày hôm qua, chính Thứ trưởng Tài nguyên nước của Trung Quốc Zheng Jiangchun cũng đã thừa nhận mực nước trên ít nhất 148 con sông ở Trung Quốc đã dâng cao trên các cảnh báo, chứng tỏ rằng khả năng kiểm soát lũ của con đập chỉ có giới hạn. Chuyên gia Wang Weilu cũng đã chỉ trích chính phủ và truyền thông nhà nước Trung Quốc đã từ chối thừa nhận mối nguy hiểm tiềm tàng của đập Tam Hiệp. Tuy nhiên, tờ Thời báo Hàn Cầu đã nhanh chóng gạt bỏ những lo ngại của ông Wang. Trong bài báo xuất bản ngày hôm qua, trích dẫn ý kiến của nhà nghiên cứu Quách Tấn thuộc Viện Nghiên cứu Địa chất Trung Quốc khẳng định đập Tam Hiệp có thể chứa lượng nước lớn hơn nhiều so với lượng nước hiện nay.
Theo lập luận của ông, mực nước của hồ chứa Tam Hiệp hiện mới chỉ chạm tới 147m, cao hơn mức cảnh báo lũ tới 2m. Ông Quách cho rằng đập được thiết kế đáp ứng mực nước lên tới 175m hoặc lượng nước vào 70.000 m khối trên giây. Do đó, với mực nước 147m và lượng nước là 26.500 m khối trên giây, đập vẫn an toàn. Cũng theo ông Quách, đập Tam Hiệp được trang bị một hệ thống theo dõi sức khỏe đa kênh. Hệ thống này sẽ báo động khi có điều bất thường như đập biến dạng và việc báo động sẽ diễn ra rất lâu trước khi gặp sự thay đổi có thể nhìn thấy. Đập Tam Hiệp được Bắc Kinh ca ngợi là một trong những thành tựu kỹ thuật hiện đại nhất trong lịch sử loài người. Con đập này nằm chắn ngang sông Dương Tử ở Tam Đảo Bình, Nghi Sương, tỉnh Hồ Bắc. Tổ hợp bao gồm một đập dài hơn 2.300m, cao 185m và một hồ chứa nước khổng lồ được thiết kế để tạo ra điện năng và kiểm soát lũ. Đập Tam Hiệp được khởi công từ năm 1994 và vận hành vào từ tháng 7 năm 2012. Đến nay, công trình vẫn giữ kỷ lục đập thủy điện lớn nhất thế giới với 34 tổ máy phát điện, cho phép đạt công suất 22.500MW với sản lượng điện năng năm 2018 đạt 100 tỷ kW. Từ năm 2011 đến nay, Trung Quốc đã chi hơn 600 tỷ nhân dân tệ để giải quyết các tác động lâu dài của con đập khổng lồ đến môi trường và cư dân lân cận. Tuy vậy, nhiều vấn đề vẫn còn tồn tại và chính phủ cam kết sẽ chi thêm tiền để đảm bảo hiệu quả của dự án. Kính thưa quý vị thân mến, mang sức mạnh của một cơn bão lớn nhất năm 2022, nơi nào cơn bão số 2 Mulan đi qua đều để lại cảnh tượng tan hoang khi sức gió vào vùng tâm bão là 215 km/h, giật lên tới 290 km/h. Mới đây, Reuters đã cập nhật thông tin mới nhất về cơn bão Mulan khi nó tràn vào Trung Quốc. Theo đó, bên này cho hay siêu bão đã có dấu hiệu suy yếu sau khi đổ bộ vào Biển Đông hôm nay. Ước tính sức gió vùng gần tâm bão là 215 km/h, gió giật tới 290 km/h và đã khiến hai con tàu hải cảnh cùng một giàn khoan siêu to khổng lồ của phía Trung Quốc mang tên Hải Nam 989 gãy sập và nhấn chìm ngoài khơi Biển Đông. Ngoài ra, hàng trăm tàu đánh cá của ngư dân Trung Quốc cũng bị cuốn trôi, khiến thiệt hại về người và của là vô cùng to lớn. Vụ việc trên một lần nữa làm rung động giới chức Thập Cẩm Bình khi chỉ trước đó vài ngày cơn bão Mulan cũng quật chìm tàu Tuần Duyên cùng tàu dân quân biển cỡ lớn của phía Trung Quốc. Hiện giới chức nước này vẫn chưa tìm thấy tung tích của những con tàu bị chìm trước đó, thì nay lại tiếp tục hứng chịu siêu bão mạnh nhất thế giới, siêu bão số 4. Thông tin này cũng ngay lập tức được tờ báo Bưu điện Hoa Nam xác nhận và đưa tin trong sáng vào lúc 4 giờ sáng ngày hôm nay. Cơn bão số 4 siêu mạnh đổ bộ vào Biển Đông, ra quần đảo Hải Nam và đảo Phú Lâm ngoài khơi Biển Đông, gây ra sóng to, gió lớn dữ dội, tạo ra những cột sóng cao ngút trời hàng trăm mét đã nhấn chìm hai con tàu hải cảnh, một tàu khảo sát địa chất và một giàn khoan siêu to khổng lồ, làm cho phía Trung Quốc thiệt hại vô cùng nặng nề. Kinh hoàng nhất là mưa to kèm theo lốc xoáy khổng lồ đã thổi bay nhiều tàu đánh cá của người dân nước này. Hiện giới chức cao tầng của Bắc Kinh cũng điều hàng chục máy bay trực thăng và hàng trăm tàu biển cứu hộ cứu nạn. Nhưng theo thông tin chúng tôi có được, vì siêu bão này quá mạnh cùng với những cơn lốc xoáy khổng lồ xuất hiện khiến cho hai chiếc máy bay cứu hộ cùng 5 tàu biển cứu hộ bị hút, khiến đội công tác cứu hộ phải nhanh chóng trở vào bờ vì không thể nào tiếp cận được. Kính thưa quý vị, cơn bão số 4 được nhận định là cơn bão siêu mạnh, mạnh nhất nhì trên thế giới đang càn quét ở ngoài khơi Biển Đông. Dự báo vào sáng mai, siêu bão Mulan sẽ nạp năng lượng hướng thẳng vào miền Trung của Trung Quốc, khiến người dân Trung Quốc hết sức lo sợ. Và được biết, trước khi đổ bộ vào Biển Đông, siêu bão này đã càn quét Philippines tan hoang, là siêu bão mạnh nhất thế giới trong năm 2022. Theo thống kê, sáng nay ít nhất 7 người chết do mưa lớn và lở đất tại Abay khi siêu bão Mulan đổ bộ vào miền Trung của Philippines. Cơn bão mạnh nhất trong năm nay đã khiến hàng loạt ngôi nhà bị tốc mái, giật đứt nhiều đường điện và gây lũ lụt ở nhiều nơi, ảnh hưởng đến 19 đến 31 triệu người. Bão Mulan gây ra một số trận lở đất chôn vùi nhiều căn nhà ở khu vực phía Nam Luzon, hòn đảo với mật độ dân cư lớn nhất. Giới chức Philippines cho biết lở đất cũng đã xảy ra tại đảo Catan Donesco phía đông Luzon. Người đàn ông ở tỉnh Abay nhìn vào căn nhà bị nước lũ nhấn chìm sau khi cơn bão Mulan đổ bộ Philippines. Bão Mulan đổ bộ Philippines với sức gió mạnh nhất lên tới 225 km/h, đạt tốc độ siêu bão rồi chỉ vài giờ sau khi quét qua đảo Luzon. Thủ đô Manila với 12 triệu dân hứng chịu trận gió mạnh suốt đêm. Người đàn ông kiểm tra chiếc xe tải bị gió mạnh quật đổ nghiêng khi bão Mulan ập vào thành phố Tabaco, tỉnh Abay. Bão Mulan đổ bộ Philippines với sức gió mạnh nhất lên tới 225 km/h.
Các chuyên gia khí tượng cho biết bão Mulan là một trong những cơn bão mạnh nhất tại khu vực từng đổ bộ vào đất liền. Các trận siêu bão cần được ghi nhận là Haiyan vào năm 2013 và Maryland vào năm 2016. Nhiều khu vực tại thành phố Manila, tỉnh Abay bị nước lũ nhấn chìm sau cơn bão Mulan. Cơn bão Mulan suy yếu sau khi đổ bộ dự kiến rời lãnh thổ của Philippines và hướng ra Biển Đông vào tối ngày hôm qua. Cơn bão ập vào Philippines một tuần sau khi bão số 3 đổ bộ khiến cho 22 người chết. Một nhà thờ tại thành phố Damaco, tỉnh Abay bị tắt máy sau khi bão đổ bộ. Ricardo Salas, người đứng đầu cơ quan ứng phó thiên tai của Philippines, cảnh báo thiệt hại còn tăng lên. Nhiều người đang ở trong vùng dễ gặp nguy hiểm, Salas nói. Hai người phụ nữ đang đứng cạnh những chiếc xe bị hư hại vì mái nhà đổ sập. Giới chức Philippines trước đó sơ tán gần 1 triệu người tới các nơi trú ẩn khẩn cấp. Dân chúng được cảnh báo nguy cơ lở đất gây ngập lụt diện rộng, sóng cao tới 10 mét và gió mạnh có thể giật đổ các ngôi nhà lụp sụp. Sóng mạnh ập vào bờ ở tỉnh Sarangon, miền trung Philippines khi bão Mulan đổ bộ. Philippines trung bình hứng 20 cơn bão mỗi năm, phá hủy nhiều công trình mùa màng, khiến hàng triệu người bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Cơ quan khí tượng Philippines cho biết đang theo dõi một cơn bão mới mang tên là Asani, dự kiến đổ bộ vào khu vực phía bắc đảo Luzon những ngày tới. Một nhân viên cứu hộ bế một em bé bị ốm sơ tán khỏi khu dân cư ven biển ở thủ đô Manila, Philippines. Tin buồn, khu du lịch Phượng Hoàng cổ trấn của Trung Quốc có tuổi đời 2.000 năm, cực kỳ nổi tiếng đã bị chìm trong biển lũ, khiến chính quyền ông Tập Cận Bình vô cùng bức ruột, nhưng không thể làm gì được trước sự trừng phạt của đất và của trời. Nhiều ý kiến cho rằng Trung Quốc bắn vào thiên nhiên một viên đạn nên bây giờ đã nhận lại bằng một quả bom nguyên tử. Mẹ thiên nhiên đang nổi giận để trừng trị Trung Quốc thay cho thế giới, bởi vì chính quyền của ông Tập trong thời gian vừa qua đã gây ra rất nhiều tội ác và sai trái cho nhân loại. Thưa quý vị, nếu như ai đã từng một lần đặt chân tới khu du lịch mang tên là Phượng Hoàng cổ trấn, nằm trên một nhánh của sông Dương Tử, cách con đập Tam Hiệp khoảng 10 cây số, hẳn quý vị đều sững sờ trước vẻ đẹp hùng vĩ và bất tận của nó. Nơi đây đã tồn tại được 2.000 năm, là một trong những kỳ quan nổi tiếng và tự hào bao đời nay của Trung Quốc. Tuy nhiên, hôm qua, chính quyền của ông Tập Cận Bình buộc phải thông báo một tin cực buồn cho truyền thông của nước này biết rằng toàn bộ khu Phượng Hoàng cổ trấn nói trên đang chìm trong biển nước khi chính phủ Bắc Kinh quyết định cho mở hai cửa xả của con đập Tam Hiệp. Điều này đã được chính quyền của ông Tập dự báo trước là sẽ có lũ quét. Tuy nhiên, phía Trung Quốc lại không ngờ được rằng mưa to, gió lớn, động đất, lũ lụt, lũ quét, sạt lở đã làm cho khu du lịch nổi tiếng kể trên chịu ảnh hưởng nặng nề đến như vậy. Dự báo phải mất nhiều năm sau cũng không thể nào khôi phục được hiện trạng của khu du lịch này. Điều này đã gây ra thiệt hại không hề nhỏ cho hơn 100 triệu người dân đang sinh sống ở đây và gây thiệt hại nặng nề tới kinh tế của Trung Quốc. Thưa quý vị, theo hãng Reuters, hãng tin nổi tiếng trên thế giới cho biết lũ lụt ở Trung Quốc gần một tháng nay đã làm cho nhiều người thương vong và mất tích. Sau những chần chừ và im lặng khó hiểu của chính phủ Trung Quốc thì ngày hôm qua, người đứng đầu Đảng Cộng sản Trung Quốc ông Tập Cận Bình cuối cùng cũng đã lên sóng truyền hình Trung ương Trung Quốc CCTV để kêu gọi toàn dân phòng chống lũ lụt, lũ quét và sạt lở đất. Bởi vì Trung tâm Dự báo và Phòng chống thiên tai của Trung Quốc ra thông báo khẩn cấp rằng trong những ngày tới, Trung Quốc tiếp tục gánh những hậu quả khôn lường đến từ thiên nhiên. Có những trận mưa to đến rất to, lượng mưa khổng lồ đang từ trên trời rơi xuống sẽ đổ về các con sông, gây ra lũ bùn, lũ quét và sạt lở đất đá và cảnh báo vỡ đê sẽ xảy ra trên nhiều nơi. Trước tình hình cấp bách kể trên, người đứng đầu Trung Quốc, ông Tập, đã cho lực lượng quân đội của nước này tham gia phòng chống thiên tai cùng những người dân. Lực lượng cứu hộ của Trung Quốc cũng đã được trang bị máy phát điện sự sống, chó nghiệp vụ đã được cử đến điều tra từng nhà để giải cứu người dân, trong khi những cơn mưa nặng hạt vẫn không ngừng trút xuống Trung Quốc. Trước đó, Đài Phát thanh Khí tượng Thủy văn Trung Quốc cảnh báo rằng mưa lớn và lũ quét sẽ xuất hiện ở các tỉnh như Chiết Giang, An Huy, Hồ Bắc, Quảng Châu, Quảng Đông, Thượng Hải, Phúc Kiến, Trùng Khánh, Phượng Hoàng Cổ Trấn, Hồ Nam, Giang Tây, Vân Nam, Tứ Xuyên và Sơn Đông trong một vài ngày tới, biến các khu vực này thành dồn lũ và đe dọa đến địa chất ở những khu này trở nên trầm trọng hơn, nhiều khả năng sẽ xảy ra sạt lở, lũ quét, động đất và sóng thần. Người đứng đầu Trung Quốc, ông Tập Cận Bình đã kêu gọi toàn quốc hãy nỗ lực toàn diện để ngăn chặn thảm họa nói trên, tăng cường công tác cứu trợ, cứu nạn, ưu tiên đảm bảo tính mạng và an toàn của người dân, theo Tân Hoa Xã cho biết.
khu du lịch nổi tiếng 2.000 năm mang tên Phượng Hoàng Cổ Trấn của Trung Quốc đứng trước nguy cơ bị xóa sổ nếu như trong một vài ngày tới lượng mưa to không chấm dứt, và tính đến thời điểm hiện tại đã có trên 100 người đã tử vong và rất nhiều người bị mất tích. Hàng ngàn ngôi nhà, xe hơi bị cuốn trôi ra ngoài Biển Đông, hàng ngàn doanh nghiệp và các tập đoàn phải đóng cửa. Các trường hợp tử vong chủ yếu là do mưa to, lũ quét, sạt lở đất đá bất ngờ từ trên núi tràn về, khiến cho mực nước tại các con sông dâng lên rất cao và đột ngột. Lên tới 10 mét, có nơi lên tới 15 mét so với mực nước biển, mọi thứ đều trở nên mất kiểm soát. Được biết, lực lượng cứu hộ vẫn ngày đêm 24/24 giờ để tìm kiếm lại những ngôi làng bị lũ lụt và xung quanh khu vực có người bị mất tích. Phạm vi tìm kiếm lên tới 50 km về phía hạ lưu. Nhiều hình ảnh video trên mạng xã hội đã truyền tải và ghi được những hình ảnh từ trên cao cho thấy tình hình lũ lụt nghiêm trọng, nó cuốn trôi hàng triệu xe hơi và nhà cửa của Trung Quốc. 5 cây cầu bị đánh sập, hệ thống lưới điện quốc gia bị đứt mạch, giao thông bị nhấn chìm, người người bị cô lập, và tất cả những điều trên đang làm cho người đứng đầu Đảng Cộng sản Trung Quốc, ông Tập Cận Bình, đang ăn không ngon ngủ không yên. Nhiều ý kiến cho rằng chính quyền của ông ta giờ chỉ biết cầu nguyện để có một phép màu giải cứu tình thế cấp bách nêu trên của phía Trung Quốc, bởi vì Bắc Kinh đang bị lực bất tòng tâm. Còn các nước trên thế giới thì không một nước nào ủng hộ hay ra tay giúp đỡ phía Trung Quốc, bởi vì nếu như giúp đỡ họ, họ lại quay sang cắn lại thì sao? Đấy là một điều không có một ai trên thế giới ra tay giúp đỡ Trung Quốc trong những ngày vừa qua. Thưa quý vị, có một thông tin được cho là rất mới và rất nhiều người quan tâm đến lũ lụt của Trung Quốc. Đó là liên quan tới khu du lịch Phượng Hoàng Cổ Trấn nổi tiếng có niên đại 2.000 năm trước công nguyên. Tờ báo South China Morning Post của phía Trung Quốc cho biết nước lũ đã và đang nhấn chìm Phượng Hoàng Cổ Trấn, một trong những địa điểm du lịch nổi tiếng khắp trên thế giới. Tờ báo của Trung Quốc cho biết Phượng Hoàng Cổ Trấn nằm trên một nhánh sông Trường Giang, là địa điểm mới nhất bị ngập khi lũ lụt tàn phá miền Nam của Trung Quốc vài tuần qua. Các video và hình ảnh được người dân của Phượng Hoàng Cổ Trấn, một thị trấn hơn 2.000 năm nằm trên một nhánh sông Trường Giang của tỉnh Hồ Nam, Trung Quốc cho thấy dòng nước lũ chảy cuồn cuộn đang chảy qua những con phố trong thị trấn, có những khu vực nước ngập lên tận nóc nhà, khiến ít nhất hàng trăm người bị mắc kẹt. Ở những khu vực hiện đại hơn của thị trấn, xe cộ và người đi bộ vật lộn di chuyển qua những dòng nước lũ đục ngầu. Phượng Hoàng Cổ Trấn có niên đại từ thời Xuân Thu Chiến Quốc năm 770 và 476 trước công nguyên, là điểm du lịch nổi tiếng và được Tổ chức Giáo dục Khoa học Văn hóa Liên Hợp Quốc, gọi tắt là UNESCO, công nhận. Phượng Hoàng Cổ Trấn là di sản văn hóa thế giới năm 2008. Thị trấn này nằm trên thượng nguồn con đập Tam Hiệp, đập thủy điện lớn nhất trên thế giới. Từ đầu tháng, hơn 10 triệu người ở 26 tỉnh của Trung Quốc đã bị ảnh hưởng bởi mưa lớn, với nhiều thành phố ở thượng và hạ nguồn con đập Tam Hiệp chìm trong nước lũ. Theo Cơ quan Khí tượng Trung ương Trung Quốc CMA cho biết, mưa lớn sẽ tiếp tục kéo dài trong một vài ngày tới. Nếu không cẩn thận, Phượng Hoàng Cổ Trấn sẽ bị xóa sổ ra khỏi bản đồ của Trung Quốc, và nhiều người lo ngại rằng khu du lịch này sẽ bị nhấn chìm trong nước lũ nếu như chính quyền của ông Tập Cận Bình không đưa ra những quyết đoán. Theo tờ báo Bưu điện Hoa Nam cho biết, toàn bộ lưu vực sông Dương Tử hứng chịu liên tục mưa như chút trong những ngày vừa qua, trong khi lưu vực sông Hoàng Hà cũng đã bước vào mùa mưa lũ. Đập Tiểu Lãng, một trong những con đập lớn thứ hai trên thế giới nằm ở thượng nguồn sông Hoàng Hà, cũng bắt đầu xả lũ, gây ra tốc độ ngập lụt nghiêm trọng cho 28 tỉnh thành của phía Trung Quốc. Mực nước của trạm thủy văn ở thành phố Lãm Khê trên thượng nguồn sông Tiền Đường đã đạt mức cảnh báo 28 mét so với mực nước biển. Vào tối ngày hôm qua, các nhà chức trách đã thông báo rằng lũ lụt đã bắt đầu xảy ra trên sông Tiền Đường và tình trạng khẩn cấp cấp 4 được thông báo về sông Hoàng Hà. Tân Hoa Xã cũng đưa tin, sau khi con đập Tam Hiệp xả lũ với tốc độ 34.700 mét khối trên một giây, vấn đề lũ lụt đã trở nên trầm trọng hơn bao giờ hết đối với các thành phố của phía Trung Quốc. Thành phố Nghi Xuân thuộc tỉnh Hồ Bắc chỉ nằm cách con đập khoảng 40 km đã bị ngập sâu, khiến nhiều người dân đổ lỗi cho con đập Tam Hiệp xả lũ. Cục Tài nguyên nước của thành phố Chiết Giang cũng đã chỉ ra rằng 20 hồ chứa lớn và nhỏ ở tỉnh Chiết Giang đã vượt mức báo động. Được biết, truyền thông nhà nước Trung Quốc cho biết Phượng Hoàng Cổ Trấn, địa điểm du lịch nổi tiếng thuộc tỉnh Hồ Nam của Trung Quốc, đã có mưa lớn liên tục làm nước sông Đà Giang tràn bờ vỡ đê. Cây cầu đá nhảy nổi tiếng ở Phượng Hoàng Cổ Trấn nằm trên sông Đà Giang bị nhấn chìm, trong khi các điểm du thuyền đều phải ngừng hoạt động.
toàn bộ thuyền bè phục vụ cho du khách tham quan thường ngày đều được di chuyển ra nơi khác và cho rằng Phượng Hoàng cổ trấn đang bị nhấn chìm từng ngày, từng phút và từng giây. Nếu như lượng mưa ở khu vực này trong những ngày tới không thuyên giảm thì khả năng cao nó sẽ bị xóa sổ ra khỏi bản đồ của Trung Quốc. Đây là một trong những tin cực buồn cho chính quyền ông Tập Cận Bình và hiện các cơ quan đầu não của chính quyền ông ta ở thủ đô Bắc Kinh vô cùng sốt ruột. Họ đang điều động rất nhiều lực lượng quân đội và các ban ngành để cùng người dân chống lại lũ lụt ở Phượng Hoàng cổ trấn. Kính thưa quý vị, có một cái tin rất nóng mà chúng tôi mới nhận được từ chiến sự Nga-Ukraine, đó là Kiev và Moscow có thể sắp đạt được thỏa thuận. Một thành viên của đoàn đàm phán Nga Leonid Slutsky cho biết ông tin rằng tiến bộ đáng kể mà ông quan sát được trong các cuộc đàm phán giữa Moscow và Kiev có thể giúp hai bên sớm đi đến một thỏa thuận. Trả lời phỏng vấn hãng tin Reuters hôm vừa qua, ông Slutsky, Chủ tịch Ủy ban các vấn đề quốc tế Duma Quốc gia Nga cho biết, nếu so sánh lập trường của cả hai phái đoàn tại cuộc hội đàm, từ đầu đến ngày hôm nay, chúng ta sẽ thấy những tiến bộ đáng kể. Tôi rất vui khi nói rằng, theo kỳ vọng của cá nhân tôi, với tiến độ này thì trong vài ngày tới hai phái đoàn có thể xây dựng quan điểm chung và ký kết các văn bản. Ông Slutsky nhấn mạnh việc ký những tài liệu như vậy sẽ là một vấn đề tối quan trọng vì nó sẽ tạo cơ sở để hai bên giảm leo thang. Nga đã liên tục cáo buộc những người theo chủ nghĩa dân tộc Ukraine sử dụng dân thường làm vỏ bọc và ngăn cản việc di tản của họ thông qua các hành lang nhân đạo. Ông Slutsky chỉ trích hành động này, nhưng cho biết cuộc khủng hoảng sẽ được giải quyết trong tương lai rất gần. Kiev luôn phủ nhận việc cản trở sơ tán và đổ lỗi rằng các cuộc pháo kích của Nga đã ngăn cản người dân qua lại an toàn. Không chỉ Nga mà cả phía Ukraine cũng chỉ nhận một số tiến bộ trong các cuộc đàm phán. Cố vấn văn phòng Tổng thống Ukraine Mikhail Podolyak cho biết trong một cuộc phỏng vấn với tờ Kommersant Nga rằng hai bên đang tiến tới một thỏa hiệp. Ông nhấn mạnh rằng phía Nga đã bắt đầu nhìn nhận mọi thứ bao quát hơn, nhưng lưu ý rằng sẽ mất thêm thời gian để Moscow hiểu 100% về tình hình hiện tại. Cố vấn Podolyak cho biết các thỏa thuận giữa Kiev và Moscow nên được xây dựng một cách hoàn chỉnh, có nên bao gồm các điều khoản về việc chấm dứt xung đột, các điều khoản và lịch trình rút quân của Nga, các điều khoản đảm bảo của Hiệp định Hòa bình và mô tả chi tiết về các cơ chế bồi thường vì các nỗ lực tái thiết có thể sẽ tiêu tốn hàng tỷ đô la. Trước đó, ông Podolyak cho biết các cuộc đàm phán giữa Kiev và Moscow vẫn đang được tiến hành liên tục dưới hình thức trực tuyến. Về phía Nga, phái đoàn vẫn do trợ lý Tổng thống Vladimir Medinsky dẫn đầu. Dự kiến cuộc họp tiếp theo của hai phái đoàn sẽ diễn ra vào ngày 14 tháng 3. Ngày 28 tháng 2, vòng đàm phán Nga-Ukraine đầu tiên đã diễn ra tại khu vực Gomel, Belarus và kéo dài trong khoảng 5 giờ. Vòng thứ hai được tổ chức vào ngày 3 tháng 3 cũng tại Belarus, dẫn đến một thỏa thuận về hành lang nhân đạo cho dân thường. Vòng thứ ba diễn ra tại vùng Brest, Belarus vào ngày 7 tháng 3. Ngày 10 tháng 3, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov và người đồng cấp Ukraine Dmitry Kuleba có cuộc gặp bên lề diễn đàn ngoại giao Antalya ở Thổ Nhĩ Kỳ. Phát biểu trong cuộc gặp Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko, ngày 11 tháng 3, Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết quá trình đàm phán hòa bình đang có một số chuyển biến tích cực. Tổng thống Putin từng tuyên bố Nga sẵn sàng đối thoại với Ukraine và tất cả những ai muốn hòa bình ở Ukraine, nhưng với điều kiện phải đáp ứng các đề nghị của Moscow. Những đề nghị này bao gồm việc Ukraine phải giữ lập trường trung lập và duy trì trạng thái phi hạt nhân, phi quân sự hóa, phi phát xít hóa đất nước, công nhận Crimea là một phần của Nga, công nhận chủ quyền của Cộng hòa Nhân dân Donetsk và Cộng hòa Nhân dân Lugansk trong biên giới hành chính của các khu vực Donetsk và Lugansk. Lũ lụt tại Trung Quốc đang hết sức nghiêm trọng, vòi rồng sấm sét đùng đùng, lũ kinh hoàng đang truy đuổi người dân Trung Quốc. Thế nhưng Đảng Cộng sản Trung Quốc của ông Tập Cận Bình một mặt vẫn rêu rao rằng mọi người dân của Trung Quốc vẫn an toàn, tình hình rất nghiêm trọng nhưng chúng tôi khắc phục được. Mặt khác, ông Tập vẫn kêu gọi toàn bộ 200 quốc gia trên toàn thế giới ủng hộ tiền và vật chất cho Trung Quốc tiêu xài. Ngoài ra, ông Tập vẫn còn cho Hải quân của Trung Quốc phóng tên lửa ở ngoài Biển Đông để thể hiện sức mạnh quật cường của Trung Quốc đối với các đối thủ. Kính thưa quý vị, theo tờ báo South China Morning Post hôm nay cho biết thêm, thần sấm và thần sét đang trút giận, đang đánh sập mạng lưới điện của tại một số thành phố lớn như Thượng Hải, Thâm Quyến, Quảng Đông, Quảng Tây, trong đó có cả thành phố Bắc Kinh, làm cho thủ đô Bắc Kinh bị thất thủ.
Chính quyền của ông Tập Cận Bình một mặt ôm mặt khóc nức nở, nhưng mặt khác chính quyền của ông cũng đang bí mật cho tàu chiến tiến ra ngoài Biển Đông để đi gây chiến với tất cả các nước trong khu vực. Điều này đã làm cho thần sấm thần sét nổi giận trừng phạt Trung Quốc, đánh vỡ một đoạn con đập Tam Hiệp, khiến nguy cơ vỡ đê Dương Tử dâng cao, làm cho nguy cơ vỡ đập Tam Hiệp lên tới 99,8%. Hàng ngàn ngôi nhà đã bị cuốn trôi ra ngoài Biển Đông. Trung Quốc tiếp tục đón nhận ngày thứ 57 đen tối và thiệt hại vô cùng nặng nề. Thưa quý vị, vào lúc 5 giờ 15 phút sáng ngày hôm nay giờ địa phương, trên kênh truyền hình Trung ương Trung Quốc CCTV đã phát đi một điểm tin dự báo thời tiết, và trong mục dự báo này, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương Trung Quốc cho biết mưa lũ, động đất, sạt lở, lũ quét và sóng thần dự báo là vẫn tiếp tục dồn dập đổ xuống 29 tỉnh thành phố phía Nam của Trung Quốc trong một vài ngày tới, làm cho bầu trời của Trung Quốc đã xám xịt và u ám rồi thì nay lại càng trở nên đen tối hơn. Theo cơ quan phòng chống thiên tai của Bắc Kinh cho biết, hôm qua mưa to xối xả cùng với sấm chớp đùng đùng kéo dài suốt 11 tiếng đồng hồ đã làm cho hơn 19 triệu người dân của các thành phố như Vũ Hán, Hồ Bắc, Hồ Nam, An Huy, Chiết Giang, Quảng Đông, Quảng Tây bị thiệt hại nặng nề, làm cho các tỉnh và thành phố nói trên của phía Trung Quốc không chỉ mất điện trên diện rộng mà chúng tiếp tục bị nhấn chìm trong biển nước. Có những nơi vùng trũng bị ngập tới 9 mét, khiến cho nhiều thành phố phải hủy bỏ kỳ thi tốt nghiệp quốc gia thường niên. Các nhánh sông thuộc sông Dương Tử tiếp tục nâng cảnh báo lên mức độ đỏ, mức độ cảnh báo cao nhất. Lũ ống lũ quét thì nâng lên mức độ 3, cấp độ cực kỳ nguy hiểm. Hôm qua, Trung Quốc cũng ghi nhận những trận sấm sét kinh hoàng xuất hiện ở rất nhiều nơi, dẫn tới hệ thống điện quốc gia của nước này bị đánh sập. Toàn bộ 2/3 lãnh thổ của Trung Quốc chìm trong bóng tối, chỉ có thủ đô Bắc Kinh là còn có điện. Tuy nhiên, nó cũng chỉ giáng được 15 phút, sau đó cả quảng trường Thiên An Môn cũng bị mất điện, khiến đường phố của Trung Quốc tối om. Nhiều thành phố như Vũ Hán, Quảng Đông, Quảng Tây không có một bóng người vì sấm sét, mưa lũ và mất điện dồn dập đổ xuống Trung Quốc, khiến cho chính quyền của ông Tập Cận Bình ăn không ngon, ngủ không yên. Tuy nhiên, Hải quân Trung Quốc phớt lờ tất cả, bất chấp tất cả để phóng tên lửa và bắn đạn thật ở ngoài Biển Đông, sát với quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam, làm cho các nước trong khu vực cũng như cộng đồng trên toàn thế giới vô cùng bức xúc. Nhiều ý kiến cho rằng nếu như chính quyền của ông Tập Cận Bình còn tham lam vô độ như thế này thì nhiều khả năng thần sấm, thần sét cũng như mẹ thiên nhiên, Đức Chúa Trời sẽ tiếp tục giáng những đòn đau thương lên chính quyền của ông ta, và nhiều khả năng Đảng Cộng sản Trung Quốc sẽ bị xóa sổ và Trung Quốc sẽ bị thiệt thòi rất lớn nếu như chính quyền của ông Tập Cận Bình không thay tính đổi nét. Thưa quý vị, có thể nói rằng Trung Quốc đang trải qua những ngày tồi tệ nhất trong lịch sử. Theo những nhà chuyên nghiên cứu về tình hình kinh tế, chính trị, xã hội và lịch sử của Trung Quốc cho biết, kể từ thời ông Mao Trạch Đông, ông Giang Trạch Dân và ông Hồ Cầm Đào cũng chưa từng xảy ra một năm đau buồn và đen tối như năm nay mà chính quyền ông Tập Cận Bình đang phải gánh chịu. Đầu năm thì dịch bệnh COVID-19 hoành hành ở tất cả các tỉnh, thành phố khác của Trung Quốc, khiến cho Bắc Kinh phải lao đao. Trung Quốc là tâm điểm của dịch bệnh, cũng là tâm điểm của mọi sự chú ý. Nhưng chú ý ở đây là phòng ngừa dịch bệnh COVID-19. Phía Trung Quốc đang lây lan ra nhiều nước trên thế giới. Còn từ đầu tháng đến nay thì mưa to, gió lớn, ngập lụt liên tục xảy ra đối với 28 tỉnh thành phía Nam của Trung Quốc, khiến thiệt hại là không thể đong đếm được bằng tiền. Thế nhưng có một điều lạ là mặc dù Trung Quốc đang gặp nhiều những điểm xấu đang xảy ra thì binh lính của ông Tập vẫn đem quân đi bắn đạn thật và phóng tên lửa ngoài Biển Đông uy hiếp các nước trong khu vực. Ngoài ra, binh lính của Bắc Kinh còn đi gây gổ đánh nhau với một số nước khu biên giới. Những điều xấu xa bị ổi trên của phía Trung Quốc không biết là những tháng cuối năm Trung Quốc phải sống ra sao, bởi nếu như người ta cho rằng không thay tính đổi nét, nhiều khả năng những tháng cuối năm Trung Quốc sẽ bị lụi tàn bởi những điều sai trái mà họ gây ra cho thế giới. Thưa quý vị, có một điều cực kỳ vô lý ở phía Trung Quốc gây ra những tội lỗi đau thương cho nhân loại. Nhưng mới đây tại thủ đô Bắc Kinh, đích thân ông Tập Cận Bình đã kêu gọi hơn 200 quốc gia và vùng lãnh thổ trên hành tinh này hãy tài trợ tiền vật chất cho Trung Quốc, bởi vì nước này đang gánh chịu những hậu quả thiên nhiên khắc nghiệt mà ông trời đang gây giáng xuống cho Bắc Kinh trong những tháng vừa qua.
Ông Tập hứa với các nước trên thế giới rằng những khoản tiền mà các nước tài trợ ủng hộ cho Trung Quốc sẽ dùng toàn bộ 100% số tiền đó dành cho việc cứu trợ cứu nạn cho người dân của Trung Quốc, chứ không đem đi tiêu xài. Thế nhưng có một nguồn tin đáng tin cậy tiết lộ rằng ông Tập đã dùng số tiền của một số nước trong khu vực khối ASEAN tài trợ, trong đó có Việt Nam tài trợ 100.000 đô la Mỹ để dùng đi đóng tàu thủy tiến ra ngoài Biển Đông. Ngoài ra, ông còn cho đóng thêm 2 con tàu chiến và 1 con tàu sân bay được cho là uy mạnh nhất của Hải quân Trung Quốc và sẽ được hạ thủy vào năm 2022. Số tiền này lấy đâu ra? Số tiền này chính là ông trích từ những quỹ mà các nước trên thế giới ủng hộ lũ lụt Trung Quốc. Chính vì vậy mà các nước quan sát kêu gọi cộng đồng trên toàn thế giới không nên ủng hộ tiền và vật chất cho Trung Quốc, bởi vì những đồng tiền đó không tới tận tay người dân bị lũ lụt, mà chính quyền của ông ta đem số tiền đó để đầu tư vào quân sự. Mà một khi quân sự quân đội của Trung Quốc lớn mạnh thì họ rất ngông cuồng và cháo trở. Vì vậy mà chúng ta phải hết sức cảnh giác và đề phòng, không nên tài trợ tiền và vật chất cho Trung Quốc nữa. Thưa quý vị, có một cái tin được cho là rất mới về mưa lũ của Trung Quốc khi một tờ báo South China Morning Post, một trong những tờ báo của Trung Quốc vào rạng sáng ngày hôm nay, đã có một bài viết nói về lũ lớn đang đổ về hồ chứa đập Tam Hiệp của Trung Quốc, gây ra ảnh hưởng nghiêm trọng đối với toàn bộ hệ thống con sông thứ tư. Tờ báo của Trung Quốc cho biết hồ chứa của đập Tam Hiệp tại tỉnh Hồ Bắc Trung Quốc đang chứng kiến đợt lũ thứ 3 trên sông Dương Tử trong năm 2022. Đây là đợt lũ lớn nhất trong lịch sử đổ về hồ chứa này trong vòng 100 năm vừa qua. Tờ báo của Trung Quốc cho biết vào lúc 20 giờ 30 phút ngày hôm qua, lưu lượng dòng chảy vào hồ chứa ở mức 61.000 mét khối trên giây. Đây là lưu lượng lớn nhất trong lịch sử mà hồ chứa Tam Hiệp từng chứng kiến. Ba cửa xả lũ của con đập Tam Hiệp được mở vào rạng sáng nay nhưng vẫn không đủ cho lưu lượng nước tràn vào. Vì thế, lực lượng bảo vệ bờ đê của Trung Quốc đã tiếp tục cho con đập Tam Hiệp mở tiếp 4 cửa xả nữa. Như vậy, tổng cửa xả mà con đập này đang mở là 7 và nó đang hoạt động hết công suất 24/24 giờ, nhưng nó vẫn không tránh được lũ lớn. Chính vì vậy mà người đứng đầu Đảng Cộng sản Trung Quốc, ông Tập Cận Bình, đã phát lệnh cho cơ quan chức năng của con đập Tam Hiệp phá vỡ 3 con đê thuộc nhánh sông Dương Tử để cứu các thành phố như Vũ Hán, Hồ Nam, Hồ Bắc, Tứ Xuyên và An Huy tránh bị ngập lụt nặng. Bởi vì những tỉnh này trong thời gian vừa qua đã bị ngập chìm trong mực nước sâu tới 3-4 mét. Hôm qua, tờ báo China Morning Post đã cung cấp hình ảnh cho chúng tôi biết rằng lực lượng chức năng chuyên đi phá đê của Trung Quốc đã điều máy xúc, máy ủi, thậm chí có cả bom để phá vỡ 3 con đê thuộc nhánh sông Dương Tử. Và khi nó vỡ, nó đã nhấn chìm một số làng mạc cũng như nhiều ngôi nhà, thiệt hại hoa màu của người dân là vô cùng nặng nề. Có tới 195 ngôi nhà bị cuốn trôi và hơn 1.000 ngôi nhà đã bị tàn phá nặng nề. Toàn bộ ô tô, tủ lạnh, nồi cơm điện, TV và rất nhiều vật dụng khác đã bị cuốn trôi theo dòng nước lũ ra ngoài sông Dương Tử. Nhiều người dân đã chớp cơ hội này mang lưới đánh cá ra giăng bẫy để trục vớt những chiến lợi phẩm. Trước đó cùng ngày, Ủy ban sông Hoàng Hà, một trong những con sông lớn thứ tư của Trung Quốc thuộc Bộ Tài nguyên nước của nước này, đã nâng mức ứng phó kiểm soát lũ từ mức 4 lên mức 3, tức là mức báo động cao nhất. Mực nước đo được tại trạm thủy văn Hoài Sơn thuộc dòng chảy Hoài Hà lên tới 27 mét lúc 6 giờ sáng và đó là một trong những lưu vực nước đáng báo động. Cục thủy văn Ủy ban sông Hoài Hà đã ban bố tình trạng khẩn cấp và nói rằng người dân cần di tản gấp. Con sông Hoài Hà của Trung Quốc được biết đến là một trong những con sông lớn thứ tư của Trung Quốc sau con sông Dương Tử và con sông Mekong. Nó có chiều dài khoảng hơn 1.000 km, là một trong những con sông chính của Trung Quốc chảy qua khu vực miền đông của nước này. Giữa sông Dương Tử và sông Hoàng Hà, các bạn đừng nhầm tưởng sông Hoàng Hà là sông Hoài Hà là một. Hai con sông này tên thì na ná giống nhau, nhưng thực tế nhất nó là hai con sông tách biệt nhau. Thưa quý vị, do ảnh hưởng của mưa lớn, dòng chảy từ sông Hoàng Hà tiếp tục tăng và lưu lượng của trạm thủy văn Nam Châu đạt 3.000 mét khối trên giây. Lưu lượng nước tại sông tăng lên mức độ chóng mặt và nguy cơ cảnh báo vỡ đập Tam Hiệp lên tới 99%. Còn phía Trung Quốc thì vẫn đang hứng chịu những trận mưa kinh hoàng và nước sông tại con sông Dương Tử, con sông Mekong và con sông Hoàng Hà đã tăng cao.